Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2016. Con nhận đắc có đầy đủ nhân duyên lành được sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chỉ dạy và cho phép con lên nói chuyện trong buổi sáng ngày hôm nay về đề tài phương pháp trì niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà xuyên qua phương cách lễ Phật trì danh. Vì con cũng mới tu đây thôi, Phật pháp con cũng không biết nhiều, nên con chỉ nói lại lời của thầy và trùng tiên lại lời của thầy, nghe theo lời thầy và thành theo lời của thầy. Thì trong lúc con nói chuyện chia sẻ có những điều gì sai sót hoặc không đúng thì kính mong trên sư phụ ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng chỉ dạy chỉ bảo cho con, để cho con được học tập rèn luyện thêm kiến thức, để cho con trên bước đường tu học ngày càng tốt hơn. Dạ con xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Dạ nãy con lần đầu tiên con dẫn chúng có những điều gì sai sót hoặc không đúng thì kính mong đại chúng hoan hỷ cho con. A Di Đà Phật. Dạ bây giờ con xin phép trục tiên lại lời của thầy. Dạ thưa quý vị, lễ bái hay còn gọi là lễ Phật trì danh là một phương cách mà chư tổ Xuyển Vương, một vị mà sư phụ rất là ngưỡng mộ, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thịnh Không Pháp Sư, một ngày ngày lại 1000 lạy, và 1000 lạy này giúp cho ngài có một sức khỏe mà thanh niên không bằng sức khỏe của ngài, và càng ngày sắc diện của ngài càng đẹp. Thì cách lễ Phật theo như Hòa Thượng Thịnh Không có nói là: chúng ta hôm nay không lạy vạn Phật, chúng ta không lạy tam thiên Phật, chúng ta không lạy từ bi thủy sám, chúng ta không lạy luân hồi sám, và chúng ta không lạy hồng danh bửu sám. Vì không phải chúng ta chê bai hỷ bán những bộ kinh này đều do Đức Phật nói ra, và vì chúng ta không có đủ khả năng để lại những vạn Phật để quy về một Phật, mà chúng ta lại một Phật để cảm được vạn Phật, thì điều này rất là dễ. Thì cái lối tu của ngài Ấn Quang Đại Sư và cái lối tu của ngài Lý Bính Nam cũng như cái lối tu của Hòa Thượng Tịnh Không là một lối tu chung. Vì ngài Ấn Quang Đại Sư là hậu thân của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và cũng là một vị tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Thì ngài Lý Bính Nam là một đệ tử duy nhất của ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên ngài Lý Bính Nam cũng xuyển dương là lạy một Phật và niệm một Phật và phát nguyện về một cảnh giới, đó là thế giới Cực Lạc. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ cũng lại một Phật, đó là Phật A Di Đà, niệm một Phật là Phật A Di Đà, và một đời này về một cảnh giới, đó là cảnh giới Cực Lạc. Thì hôm nay ở Pháp Hội niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất của chúng ta cũng tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, lại một Phật A Di Đà, niệm một Phật A Di Đà, và một đời này phát nguyện về một cảnh giới, đó là cảnh giới Cực Lạc. Thì nếu ai có đầy đủ lòng tin này, tin không xen tạp,
tức là tin tuyệt đối. Thì tin tuyệt đối nghĩa là lại một Phật sẽ cảm được Phật A-di-đà. Thì trong ánh quang minh của Phật A-di-đà có vô số Phật, vô số Bồ-Tát hiện ở trong. Cái câu này hơi quen quen, là vô số, trong ánh quang minh có vô số Phật, vô số Bồ-Tát hiện ở trong, bất thối Bồ-Tát là bạn lữ. Thì như vậy, cái pháp môn mà lễ Phật xưa nay các chùa đều hành trì, thì chúng ta vẫn cung kính, tán dương và tỳ hỷ. Những cái chữ này quan trọng. Cung kính tức là chúng ta không chê bai, chỉ trích. Tỳ hỷ công đức của các vị lạy vạn Phật thì mình được gọi là công đức tỳ hỷ. Chứ mình không có dạy mà chê bai, chỉ trích. Nhưng con đường của mình đây là lạy một Phật. Thì có rất nhiều người bán tín bán nghi nói là lạy một Phật không đủ, bây giờ phải lạy vạn Phật. Thì chừng lúc lâm chung, không, ông Phật này cứu thì ông Phật kia rước. Thì như vậy, nếu mà lạy một Phật mà quý vị không cảm, thì tất nhiên vạn Phật quý vị sẽ không cảm, thì lúc lâm chung sẽ không có Phật nào rước. Thì nếu một Phật mà quý vị không cảm thì vạn Phật quý vị cũng không cảm. Thì cho nên lý họ Thượng Tịnh Không mới nói là lạy Phật trước thì quý vị sẽ quên Phật sau. Thì có, nếu mà lạy một Phật cảm rồi thì tất cả vạn Phật quý vị sẽ cảm hết. Trong Lý Lăng Nghiêm mới nói là một là tất cả là một. Cho nên công đức lạy một Phật sẽ bằng công đức lạy vạn Phật. Thì hôm nay ở đây chúng ta áp dụng cái phương cách là lạy Phật. Từ mấy năm nay là lạy Phật theo tiếng đại chúng. Một người xứng trước là A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Thì đại chúng ở dưới bè theo. Thì một điều xuất hiện lạ lùng là khi mà lạy Phật như vậy thì cảm thấy không mệt mỏi, ít hôn trầm và thời gian qua rất nhanh. Đại chúng có thấy như vậy không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Thì cho nên cái cách lễ Phật nó có một cái công năng kỳ đặc. Và nếu mà lạy Phật mà không niệm danh hiệu thì không xưng tán danh hiệu, thì mắt của mình, tai của mình, thân của mình nó không có khế hợp được. Cái giáo thể của cõi ta bà này là nghe âm thanh là đệ nhất, và ngộ qua cái âm thanh là dễ nhất và nhanh nhất. Thì đối với những vị mà ngộ được cái tánh nghe thì nó khó. Nhưng mà mình nương vào cái danh hiệu A-di-đà Phật để ngộ về cái tánh nghe thì nó rất là dễ. Mà mình nghe lại cái tiếng nghe hiền diệu của chân tâm, cái thể tánh thanh tịnh của mình là việc rất khó. Nhưng nghe lại cái danh hiệu A-di-đà Phật để trở về tánh nghe thì điều này dễ vô cùng. Cho nên thành ra chư tổ mới nói miệng mình niệm, tai mình nghe, nghe rõ ràng từng chữ từng câu, không cho sót. Thì cái cách mà để đừng cho quên thì sư phụ nghiên cứu rất là kỹ. Chỉ có phương pháp niệm Phật thầm nhếch môi là không có quên. Còn niệm trong tư tưởng thì rất là dễ quên. Chỉ có những người mà đạt tiêu chuẩn mà người ta niệm trong tư tưởng sâu rồi thì người ta lắng nghe lại tiếng niệm trong tư tưởng thì người ta không quên. Nhưng công việc hàng ngày làm ăn này nọ thì người ta trong lúc suy nghĩ vẫn có gián đoạn. Nhưng mà cái cách khi mà miệng của mình niệm bước đầu như vậy á, thì nó có vẻ là nhạt nhẽo và chưa có lực. Nhưng quý vị cứ niệm một thời gian đi, rõ ràng liên tục như vậy thì
thầm nhấp môi như vậy thì một thời gian quý vị sẽ phiền não quý vị tự tiêu mất, nó tiêu hồi nào không hay, và lúc quý vị không cầu chứng tâm muội mà tự nhiên nó tự động chứng tâm muội hồi nào không biết. Mà cái người mà niệm Phật thầm như vậy rồi thì người ta rất ít nói chuyện và người ta không có muốn nói chuyện. Khi mà mình nhìn Phật thì mình được 800 công đức. Miệng mình xưng danh hiệu Phật thì được 1.200 công đức. Tai mình nghe lại tiếng niệm của mình rõ ràng từng chữ từng câu được 1.200 công đức. Thân mình chắp tay trang nghiêm lễ Phật thì được 800 công đức. Mũi của mình gửi được những mùi nhang thanh tịnh, không đắm nhiễm những mùi hương trần bên ngoài thì được 800 công đức. Ý mình lắng nghe mà không trụ vào đâu. Nhớ khi mà mình mà trụ vào đâu thì nó khó đi vào nhất tâm, thì nó sẽ dính mắc vào nơi đó. Mà lắng nghe cái ý của mình, theo dõi từng chữ từng câu rõ ràng thì được 1.200 công đức. Vì cái ý nó lanh lợi hơn cho nên nó được 1.200 công đức. Còn mắt của mình nhìn nó còn cách vách, không thể nhìn xuyên qua vách được, cho nên nó được 800 công đức. Còn tai nó nghe qua khỏi vách, nó nghe từ vách này xuyên qua vách nọ thì nó thù thắng hơn, cho nên nó được 1.200 công đức. Và miệng của mình, lưỡi á, có thể âm thanh nói xuyên qua vách được, cho nên nó thù thắng và nó được 1.200 công đức. Và cái thân của mình nó chỉ có giới hạn một phạm vi nào đó thì nó được 800 công đức. Mà nếu mà quý vị ngồi niệm Phật mà không nhìn Phật thì sẽ mất đi 800 công đức nơi mắt. Và khi thân của mình không trang nghiêm lễ Phật thì mất đi 800 công đức nơi thân. Và cái cách lễ Phật nghe lại danh hiệu là cái lối tu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì âm thanh danh hiệu A Di Đà Phật là âm thanh diệu âm, âm thanh diệu, y báo diệu và chánh báo diệu. Cho nên cái cách mà lễ bái hay còn gọi là lễ Phật trì danh là một phương pháp mà giúp cho mọi người nhanh chóng thành tựu về công đức và tiêu nhanh nghiệp báo. Vì niệm Phật một câu công đức vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nếu mà lễ với cái tâm thành kính, thật lòng sám hối thì tội hà sa vô lượng kiếp nó sẽ rơi rụng. Đặc biệt cái chỗ này, khi mắt nhìn Phật thành tâm, tai mình nghe do miệng phát ra tiếng từng chữ từng câu rõ ràng A Di Đà Phật, nếu mà thầm trong tư tưởng thì nó sẽ căng thẳng đầu óc và rất khó chịu, gọi là ý trì hay còn gọi là niệm thầm trong tư tưởng. Mà tổ nói là miệng mình niệm để tai mình nghe, vì cái miệng thốt ra cái lời A Di Đà Phật để cho tất cả các chư vị hương linh, người ta, những người người ta nghe. Và khi quý vị chân thành thật lòng phát ra tiếng niệm A Di Đà Phật như vậy là để thượng cầu Phật đạo, là để mười phương chư Phật lắng nghe và gia hộ gia trì cho quý vị. Còn và hạ hóa chúng sanh là những người ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghe câu niệm Phật đó mà người ta siêu sanh thoát quán, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cái công đức mà lễ Phật nó có công năng để mà tích tập công đức.
rất nhanh. Và khi mình niệm danh hiệu Phật và mình lạy Phật là khi mình trang nghiêm lễ Phật, thì như vậy thì thân tướng của mình trong 10 công đức có nói, trong 10 công đức lạy Phật mới có nói là được sắc thân tốt đẹp. Nếu sắc thân này mà lạy Phật thường xuyên, mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là tử ma chân kim, tức là không bị một thời gian không gian phá hoại, hư hoại, thì như ngày Lục Tổ Huệ Năng, các vị tổ thời lúc trước quá khứ thì các vị ấy để lại sắc thân không bị hôi thối và dài lâu được, đó là sắc thân tử ma chân kim. Còn mà mình nếu mà không lạy Phật, không niệm Phật, không xưng tán danh hiệu Phật, thì lúc lâm chung thân thể của mình hôi thối thì chịu không có nổi. Thì như vậy khi chúng ta lạy Phật mà thành kính mà lạy, lạy đây không phải là chúng ta chê, mà không phải chúng ta lễ bái cầu khẩn quan sinh một cách mê tín, mà chúng ta lạy Phật đây cũng không phải là Đức Phật A Di Đà là một nhân vật hư cấu, một nhân vật bị đặt, mà Đức Phật A Di Đà là toàn năng, toàn đức và toàn giác do Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Mà quý vị tin qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tin qua nghe, vì quý vị không đủ khả năng mà thấy. Do quý vị cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà vẫn hiện sờ sờ trước mắt quý vị, mà do ngũ ấm nó che, cho nên thành ra khi ngũ ấm và tình chấp buông xuống thì cảnh giới cực lạc sẽ hiển bày trước mắt quý vị. Mà muốn cho tình chấp, hay còn gọi là phân biệt chấp trước, buông xuống, thì quý vị chỉ thật thà chân thật niệm A Di Đà Phật. Như ngày Ấn Quang có nói là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, bất luận cư sĩ hay tu sĩ đều niệm, cứ thật thà chân thật niệm A Di Đà Phật thì liên tục và không gián đoạn. Thì lúc trước con cũng có nghe ngày Ấn Quang nói như vậy, nhưng mà không biết cách nào để niệm cho liên tục và không gián đoạn. Nhưng bây giờ đã có cách của sư phụ đề xướng ra là phương pháp niệm Phật thầm nhép môi là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì như vậy cái cách này nó sẽ không gián đoạn. Thì cái cách này niệm liên tục và không làm phiền tới ai, âm thầm lặng lẽ một mình niệm Phật. Cái lối này niệm là không động là lớn tiếng, và cũng không tịnh là trong tư tưởng, gọi là trung đạo. Âm thầm lặng lẽ mà mình niệm vẫn nghe bằng hơi rõ ràng từng chữ từng câu. Cái cách này là không tốn khí lực, không hao sức khỏe và cái công năng để lạy Phật. Một người này trong một thời gian ngắn, một tháng, hai tháng hay hai năm, ba năm, trong một thời gian ngắn thôi quý vị, thì công đức của quý vị sẽ vượt trội liền. Vì lấy công đức của Phật, lấy công đức danh hiệu của Phật mà để xong ướp vào con người của quý vị, thì xong ướp là gì? Tức có nghĩa là cái hộp nhang thơm để trong rập, để trong phòng, thì khi mà quý vị lấy ra thì nó vẫn còn mùi thơm ở trong phòng đó, gọi là xong ướp. Thì câu danh hiệu A Di Đà Phật là xong ướp, là khi mình niệm Phật, khi mình niệm Phật như vậy rồi thì lấy công đức của Phật xong ướp vào cái tâm phàm phu của mình thì nhanh lắm. Còn tự lực của mình để gột rửa cái phiền não tham sân si để trở về thể tánh thanh tịnh, nó lâu vô cùng. Quý vị đã đang bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh sanh tử, mà quý vị không tin vào thầy thuốc. Tin vào thuốc, thầy thuốc ở đây là Đức Phật A Di Đà, ngài là Đại Vương Y.
Đại vương y có nghĩa là vua của trong tất cả các vị lương y. Mà quý vị không tin thì cái khả năng lễ Phật nó tiêu thân bệnh và tâm bệnh. Chắc quý vị cũng biết là thân bệnh nó khổ như thế nào rồi, cảm sổ mũi không thì nó cũng đã khó chịu rồi, huống chi là những bệnh nan y như là bệnh ung thư, bệnh mà bác sĩ chơi sắp chết. Thì như vậy thuốc thế gian nó là những loại chỉ có thể chế ngự thôi, nó không có thể nào mà làm vô hiệu thó được căn bệnh của quý vị. Mà nếu mà nó làm được vô hiệu hóa căn bệnh của quý vị thì nó hết bệnh này thì nó sẽ sanh ra bệnh khác, vì cái mầm mống bệnh của đó, bệnh nó chưa có tiêu hết. Mà nếu mà người ta chế ngự lại được thì người ta dùng cái cách xạ trị cho rụng hết tóc nhưng nó vẫn không có hết bệnh, vì nó cái đó chỉ có ức chế là những con vi trùng trong bệnh cho người bệnh, chứ không nó không có bao giờ hết. Chỉ có quý vị siêng năng lễ Phật một thời gian, thân tướng và sắc tướng, sắc thân đẹp đẽ trong tâm của quý vị, công đức nó sẽ tăng vượt trội rất là nhanh, và công đức của quý vị tăng trưởng vượt trội là do cái trì danh niệm Phật và cái cách lễ Phật. Mà mình cung kính Phật, mình thành tâm thì mình sẽ mau thành Phật, vì kính thầy mới được làm thầy, trọng thầy mới được làm thầy. Kính Phật sẽ mau thành Phật và trọng Phật sẽ mau thành Phật. Thì cái cách mà để cung kính mà khởi lên được cái lòng tin và tín nguyện để vãng sanh thì cái cách lễ Phật là cái cách cung kính nhanh nhất. Và khi công đức của quý vị có rồi thì tiền bạc, nhà cửa, cuộc sống vợ con cái không mấy chốc mà nhờ vào cái công đức Lưu Tử Tôn, công đức con cái của quý vị nó sẽ được thành tựu, và mọi việc trong gia đình quý vị sẽ được kiết lợi. Mười công đức lễ Phật có nói kiết lợi. Kiết là gì? Kiết là tốt, lợi là lợi ích. Nó đem tới cho quý vị được nhiều sự may mắn, hay còn gọi là nhiều việc nó được thuận lợi trong cuộc sống. Thì cái một việc đơn giản là A-di-đà Phật và lễ Phật mà được công đức quá thù thắng. Vì cái danh hiệu A-di-đà Phật nó chứa vô lượng công đức. Không ngờ rằng chỉ có thành tâm niệm A-di-đà Phật lắng sâu vào trong tâm đảnh lễ mà công đức nó vượt trội một cách không thể tưởng tượng được. Và có một điều xuất hiện là ngã si, ngã ái, ngã mạn và ngã kiến nó tiêu từ từ. Ngã si tức là mình chấp vào cái sai lầm của mình, sở dĩ có rắc rối xảy ra. Ví dụ như con nói chuyện với một người khác mà xảy ra xung đột, con nói con đúng, người khác sai, hoặc người khác đúng, con sai, thì cái sai, cái đúng đó gọi là tình chấp, nó vẫn còn gọi là tình chấp. Thì đem đến sân hận cho nhau, và cái ngã si này là một loại vô minh. Si là si mê, và nó vô minh, nó chấp chứa và chấp cái thân này là thiệt, cũng là một cái ngã si. Và cái ngã si này nếu không có câu danh hiệu A-di-đà Phật gọi là vô lượng giác sinh hoạt trong đầu lâu ngày thì nó, cái ngã si này vô cùng lâu, phải mất tới đại ba a tăng tiền kiếp mới có mặt may tiêu được diệt nó. Thì không ngờ rằng trong một đời này thành tâm mà niệm danh hiệu A-di-đà Phật, và cái công năng của danh hiệu nó có chất liệu vô hiệu hóa cái ngã si. Ngã là ta, si là si mê, chấp vào những cái kiến giải, cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái, và có cái ẩu đả sanh ra và rắc rối phiền phức đem đến bất hòa với nhau từ cái ngã si này.
Nếu không dùng câu danh hiệu Phật liên tục để sinh hoạt trong đầu thì cái ngã si này rất khó tan biến. Và nếu dùng câu danh hiệu A Di Đà Phật mà sinh hoạt trong đầu thì nó tiêu đi cái ngã si và cảm với Phật. Thì lúc quý vị về Tây Phương Cực Lạc sẽ ở chung với các hàng Đại Bồ Tát dự trong Liên Trì Hải Hội, là đó là Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói rằng là mình là một phàm phu lề tề sắc đất, ngô phu ngô phụ mà lão thật, tức là già dặn, chân thật niệm A Di Đà Phật rồi mãn báo thân này, được ngồi trên đài sen về Cực Lạc dự trong hàng Đại Bồ Tát. Ở đây quý vị thấy tượng hình xi măng cốt thép, nhưng khi về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, quý vị sẽ thấy thiệt Bồ Tát, thiệt Di Đà thiệt. Cho nên cái lối mà để tiêu đi cái vô minh gọi là si mê thì quý vị phải dùng câu danh hiệu A Di Đà Phật. Và một cái pháp, mà cái pháp này đó là diệu pháp, hay còn gọi là diệu âm và âm thanh A Di Đà Phật, được xem là diệu pháp, diệu âm, vì âm thanh này không có chứa đựng những cái phiền não tham sân si, và âm thanh này xem như là toàn giác do bản nguyện của Phật A Di Đà, là bao nhiêu công đức từ vô lượng kiếp, bao nhiêu cái trí giác từ vô lượng kiếp tu hành, và bao nhiêu cái hào quang gọi là vô lượng quang ngày tích chứa và hồi hướng vào cái danh hiệu này. Và nếu ai niệm cái danh hiệu này thì hưởng toàn bộ cái công năng vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng giác và vô lượng hảo tướng vẻ đẹp. Cho nên mới nói người lại Phật được sắc thân tốt đẹp. Thì sở dĩ quý vị làm được thân làm người, biết về pháp môn tịnh độ, biết niệm Phật, là do quý vị từ vô lượng kiếp đời quá khứ đã tu tập, đã giữ năm giới và có phước đức để làm người, và nhiễm ái, cho nên thành ra có đủ phước báo, phước đức được giữ năm giới, cho nên chui vào bào thai để làm người. Thì như vậy hôm nay chúng ta đã may mắn được làm người, được biết pháp môn tịnh độ, được biết niệm Phật và biết về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì hôm nay chúng ta phải trân trọng, quý báu cái thời gian ngắn ngủi của mình, vì nó không lâu đâu, cao lắm chỉ là 100 năm thôi. Thì nếu mà mình mất đi cái sắc tướng, cái thân thể này rồi, thì sẽ khó, rất khó mà tìm lại cái thân thể này được. Vì cho nên như vậy, quý vị cố gắng nên chấp trì danh hiệu Phật, cố gắng thành tâm niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp của sư phụ và siêng năng tu tập, thì quý vị sẽ có được công đức, có được phước báo mà để được sanh làm người, hoặc quý vị sẽ về với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì trong còn dư thời gian thì quý vị nên vào phòng hộ niệm. Phòng hộ niệm là một tấm gương phản chiếu nhân quả. Hỡ ai mà ăn thịt chúng sanh, làm nhiều việc ác, thì vô phòng hộ niệm, cái quả nó sẽ trổ ra là bệnh ung thư, bệnh này nọ. Tại sao người trong phòng hộ niệm không ai đụng chạm tới họ, không ai dùng dao kéo đâm chọc họ, mà tại sao họ lại đau đớn hoàng hoại? Là khi họ ăn thịt chúng sanh, ngồi đời không biết niệm Phật, không biết tụng kinh, không biết cúng dường, không biết thọ phước, không biết bố thí, thì cho nên cái quả họ trổ ra như vậy. Và khi mình niệm Phật cho họ thì công đức của mình sẽ vượt trội rất là nhanh. Và khi mà mình niệm Phật cho họ được vãng sanh rồi thì công đức của mình rất là thù thắng. Thì như vậy, ở những ai mà chưa có ăn chay thì nên phát tâm ăn chay. Tại sao mình lại lấy thịt của chúng sanh đắp vô thịt mình? Chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên do tánh biết của nó bị lu mờ, bị nghiệp ác bao vây, do tham sân si mạn nghi, ác kiến tà kiến bao vây,
cho nên nó phải làm thân súc sanh, không biết bố thí cúng dường tạo phước, không biết tụng kinh niệm Phật, thì cho nên nó mới làm loài súc sanh ngã quỷ. Thì như vậy hôm nay chúng ta phải cố gắng chấp trì danh hiệu Phật, ăn chay niệm Phật, phóng sanh. Phóng sanh ở đây tức là thả một con vật có Phật tánh. Phật tánh ở đây là Phật ở trong cái tánh biết của nó. Và thả một chúng sanh tức có nghĩa là thả một vị Phật trong tương lai. Mình đừng có nghĩ thường là thả một vật chúng sanh, một con vật là một chuyện bình thường, mà mình phải nghĩ ngược lại là thả một vị Phật tương lai. Thì như vậy thời gian con chỉ nói tới đây thôi. Con xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe con nói chuyện, và xin chúc quý vị một ngày tu tập thật là an lành, tốt đẹp, và thường xuyên niệm Phật, thầm nhấp môi, A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thịnh độ.